Thưa quý vị, hôm nay mùng 1 tháng 8 là ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Trong những bước chuyển mình đi lên của thủ đô Hà Nội thời gian qua, ngành tuyên giáo luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần xây dựng niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng và trong nhân dân. Ngành tuyên giáo thủ đô đã luôn thể hiện rõ được vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết, tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh của thủ đô. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thủ đô luôn giữ vững lập trường tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề. Hoạt động của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói riêng và đội ngũ tuyên giáo thủ đô nói chung ngày càng phong phú, đa dạng với kết quả toàn diện trên nhiều mặt. Kết quả nổi bật là công tác tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, thành phố, các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hệ thống tuyên giáo thủ đô không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số kịp thời, linh hoạt. Sức chiến đấu của công tác tuyên giáo chính là ở sự chủ động, kiên quyết, kịp thời phản bác một cách có cơ sở khoa học với những luận điểm sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu đã xác định trong nghị quyết nhiệm kỳ, tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Thành ủy và hệ thống tuyên giáo thủ đô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, bám sát thực tiễn cơ sở, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội các cấp, hướng dẫn của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai luật thủ đô sửa đổi, các quy hoạch phát triển đã được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống. Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu của cơ quan thường trực tổ biên tập tổng hợp và xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18. Toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô.